Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay các hàng mình sẽ giới thiệu cho em một cái dòng máy cắt cỏ dùng pin của hãng Inco. Cái này về là hãng nó về là một máy một pin một sạc nha anh em, chứ nó không phải là cái thân máy nữa. Một bộ này là gồm một cái thân máy nè, một pin một sạc, giá là 1.534.000 nha anh em á. Tính ra cũng khá là mềm chứ không có mắc. Thì cái này là dùng cắt cước thôi nha, chứ nó đó, về cái thông số đây. Nó dùng pin 20V, tốc độ quay của nó là 8200. Cái đường kính của cái cước nó nè, đường kính của cái này nè là 300 mm. Rồi một bộ combo như thế này nè, một máy một pin một sạc 1.534.000. Mấy hôm nay cũng nhiều anh em muốn hỏi cái dòng này thì hãng nó hết hàng rồi, này nó về lại đó, mình cầm đây giới thiệu luôn. Ngày hôm qua mình giới thiệu một mớ luôn ha, ngày hôm qua mình giới thiệu rất là nhiều dòng mới của Inco. Lát mình để đường link nằm bên dưới, anh em có thể vào thêm tham khảo thêm. Rồi trang bị một cái tay cầm nè, quan bền ha, một cục pin. Pin này là pin 20V 2A nha anh em. Đây. Cái màu pin thì nó hơi khác khác một chút so với cái màu của thân máy. Này nó làm nó hơi tươi một chút. Rồi một cái mâm. Rồi cái thân máy nằm ở đây. Và đây là cái cục sạc. Sạc pin 20V ra 2A, sạc cho cục pin là một tiếng hồ là sẽ đầy nha. Rồi. Bỏ qua bên. Đó. Cái dòng này thì anh em chỉ cắt cỏ mềm thôi, nó chỉ cắt cước như thế này nè đó, anh em lưu ý ha, nó chỉ cắt cỏ mềm thôi nha, chứ nó không có dùng cái cánh để cắt. Cái đường kính là nó tính cái mâm có đường kính là hai bên luôn anh em ha, từ đây qua đây nè, nó là 300 mm ha, nó quay vòng vòng nó cắt. Rồi cái này thì mình có thể mình bóp vô để mình xoay được nè nha. Đó, anh em muốn xoay cái nào mình xoay hướng được ha, này mình bóp vô mình xoay nè, bóp vô xoay nè. Đó, vô mình cầm như đây. Mình cầm cứng ha, bóp vô mình xoay lên nè. Đó. Hai cái. Ha, bóp rồi xoay qua đây. Ha, nó chỉ có xoay lên nhiều hoặc cái xuống thôi nha, chứ nằm ngang không có được. Rồi, cái tay này thì có thể kéo dài ra được nè. Ha, cái trong này nó có cái lò xo. Anh em để ý nè. Đó, bình thường mình để như vậy là nó nhẹ nè, kéo ra nè. Tự động rút vô nè. Thấy chưa? Thì khi anh em kéo ra vậy, em siết lại thì nó mới cứng được. Thì nó sẽ điều chỉnh cái khoảng này. Mình sẽ đo xem có cái chiều dài của cái khoảng này tổng thể là bao nhiêu. Anh em chờ một chút để mình đo cho anh em xem nha. Nghĩa là khi mà chúng ta xả kéo ra hết luôn thì từ cái nặng đầu tay cầm đằng kia tới đến đầu bên đây là 1m3 nha anh em. 1m3. 1m3 thì chúng ta dư sức rồi. Thông thường khi mà con người ta đứng ta cầm á thì chúng ta anh em không cần giảm 1m3 đâu. Chúng ta cầm ta đứng vậy thì nó hơi mỏi tay. Nên chúng ta sẽ rút nó ngắn lại một chút nha, rút ngắn lại một chút, dù tùy theo cái tay cầm sao cho nó duỗi thẳng nha anh em, nó duỗi thẳng để chúng ta cắt cho đỡ mỏi, chứ còn 1m3 là nó dài lắm, nó rất là dài luôn, thì con người mình đứng cái tay mình đưa xuống nữa, 1m3 cái tay mình nó cong lên rất là mỏi tay ha. Đó. Thì với cái thông số của này thì chúng ta chỉ cắt được những cái cỏ mềm thôi. Và anh em lưu ý giùm ha, một pin thì nó xài cái này nó không có lâu đâu nha, nó tầm khoảng anh em cứ nghĩ những 10-15-20 phút là hết cục pin đó. Do vậy những anh em nào muốn mua xài mà nhiều một chút thì mình có thể mua thêm pin, và lưu ý dùm ha, nó chỉ tầm một pin 23 khoảng 10 hoặc 15-20 phút gì đó, tùy theo cỏ rồi ha, tùy theo cỏ chúng ta cắt thành sao như thế nào đó ha, thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái thời gian. Rồi đây là cái tay cầm nha, cái tay cầm này thì chúng đơn giản, chúng ta mở ra chúng ta siết vô trong đây nè, nằm thấy không, siết vô đây, cầm lên cầm xuống ha. Và đây là cái mâm, khi chúng ta mua về thì chúng ta ráp cái mâm này vào đây, nó có lỗ sẵn luôn rồi nè. Nha, anh em ráp vào như thế này nè. Đó, trên đây nó sẽ có ba cái lỗ. Trên đây nó sẽ có ba con ốc. 1 nè, 2 3. Ba con này nó sẽ ráp vào ba cái lỗ bên đây. 1 2 3, ráp vô rồi ngay khớp luôn ha. Rồi chỉ vậy thôi. Mua về chúng ta bỏ pin vô chúng ta xài. Pin đây. Đó. Rồi. Bóp thì anh em sử dụng là hai cái nha. Nó sẽ có cái van đây và cái khóa cò. Bình thường cái cò này em bóp không có được. Mở ra lên nè, đẩy lên nó mới bóp cò. Nha, đây. Xả ra. Hết chưa? Hết rồi. Rồi đẩy lên nè. Bóp nè. Anh thấy không? Đó. Ok nha. Đó. Ngon lành. Cái này thì nó phụ thuộc với chúng ta cắt gia đình thôi nha. Ví dụ chúng ta cắt cỏ gia đình này nọ thôi, chứ cắt nhiều quá thì nó đâu có được xài pin mà anh em. Xài pin thì anh em muốn mà mình cắt nhiều nữa, chúng ta mua muốn cắt mà nó khỏe nữa thì chúng ta mua cái loại lớn á, loại lớn là 4 triệu mấy một bộ của hãng Total á, loại mà 2 pin 4A hoặc cái thân không 2 triệu mấy á. Chút xíu mình để cái đường link bên xuống dưới cho anh em xem một cái dòng máy cắt cỏ dùng pin loại lớn nữa của hãng Total nha.
rất là lớn luôn. Nó dùng hai cục pin, nó tới 40V luôn, dùng hai cục pin. À, thì dòng nó dòng dòng lớn rồi, nó xài được cái lưỡi sắt luôn ha. Còn dòng này chỉ xài được lưỡi cước thôi, lưỡi cước thì chỉ cắt con mềm thôi nha. Đó, như thế này thôi. Rồi, ok, 1.534.000 một máy, một pin, một sạc. Đó, phụ kiện kèm theo như thế này. Rồi, khi mà chúng ta rút lại hết thì cái chiều dài từ cái mâm này lên tới đây luôn là 1m nha anh em. 1m thôi. 1m thì bản thân mình thấy cũng hơi còn hơi 1m thì vừa ha, còn 1m là vừa tay nha. 1m là chúng ta vừa tay. Điều này chúng ta khóa là như thế này. Thì nằm như này, chúng ta muốn xoay lên thì chúng ta bóp này nè, xoay lên đây. Đó. Nó có xoay như thế này nữa. Bây giờ hoặc bóp xoay xuống. Tùy ha. Rồi ok nha anh em, vậy thôi. Cái này, cái dòng này nó không có về cái thân ha, về một máy một pin một sạc thì gọi là trang bị tối thiểu để chúng ta xài đi qua gia đình này nọ ha. Anh em mình mua mình những dòng máy pin thì anh em lưu ý nha. Thì anh em mua những sử dụng những dòng máy pin đó, anh em lưu ý nè, những cái dòng máy mài gốc nè, những cái dòng máy mài gốc ha, máy cưa đĩa đó, máy mài gốc, máy cưa đĩa, rồi máy tỉa hàng rào, máy thổi, hoặc là máy cắt cỏ, hoặc là máy cưa xích, hoặc là những cái dòng máy mà đòi hỏi cái tốc độ nó cao á, thì anh em lưu ý một cục pin nó xài không có lâu. Ví dụ như một máy mài gốc của hãng The World đi, một cục pin xài nó khoảng 20 phút, pin 4A đó, khoảng cỡ 20 phút hơn thôi, máy mài gốc á nha, thì nó cỡ đó. Còn máy thổi bụi, ví dụ như của hãng Inco đi, máy thổi đi, thì tầm khoảng mười mấy phút là hết cục pin rồi. Nhiều anh em mình nó hơi lầm tưởng là cục pin xài mấy tiếng, cứ nghe khách hàng hỏi cục pin xài mấy tiếng là biết xài nhiều rồi đó, là không thể bán được rồi. Mới nói ra hết hộn, cục pin xài có mười mấy phút thôi, lưới giùm ha. Tại vì mình mua những dòng pin thì mình phải chấp nhận cái đó nha, mình chỉ xài mang tính chất gọi là giải quyết cái vấn đề hoặc là nhỏ thôi, chứ nếu mà xài nhiều thì chúng ta mua xài xăng à, xài nhiều thì xài xăng hoặc là điện thì nó xài liên tục được, còn pin thì nó không thể là lâu được nha. Rồi ok anh em. Anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại dưới nha. Giá tại cửa hàng Chu Vô và ship một nữa. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.